Thì cái ứng dụng này ấy thì nó cho phép mọi người đổi được cái tên wifi với lại cái mật khẩu wifi từ xa. Là mọi người ở bất kỳ một cái vị trí nào, ở đâu thì mình vẫn có thể đổi được cái mật khẩu wifi cũng như là cái tên wifi. Thì đầu tiên mọi người sẽ phải lên CH Play hoặc là App Store để mình tải cái MyViettel về. Đây là cái ứng dụng rất là mới. Nếu mà mọi người chưa cập nhật thì mọi người bấm cập nhật vào nhé. Cập nhật để nó sẽ update một số các tính năng mới của MyViettel. Sau khi mà mọi người đã tải xong rồi thì mọi người mở cái MyViettel này lên. Đầu tiên là mọi người sẽ phải đăng ký cái số điện thoại đăng ký ở trên hệ thống. Cái số điện thoại ở trên hệ thống tức là cái mà mình mà sẽ nhận được cái thông báo cước mà mình cái đăng ký lắp đặt ấy, nó nhắn tin về cho mình. Đấy, nếu mà mọi người không biết được cái số điện thoại nào là đăng ký trên hệ thống thì mọi người vui lòng gọi lên trên tổng đài. Sau đấy mọi người đọc cái account đường truyền hoặc là số chứng minh thư để mọi người tìm cái số điện thoại đăng ký trên hệ thống của Viettel. Sau đấy mọi người kích vào cái Internet TV PSTV này. Mọi người sẽ nhập cái số điện thoại ở trên hệ thống của Viettel vào. Ví dụ đây là cái số của em này, 0399057000. Mọi người bấm tiếp tục. Sau đấy là nó sẽ gửi cho mọi người một cái mã 7335 7335. Bấm tiếp tục. Ở đây mọi người sẽ đổi được. Ở đây em đăng ký có mấy cái. Em đăng ký rất nhiều. Số này em đăng ký rất nhiều trên Viettel. Sau đó mọi người sẽ chọn một cái đường truyền mà mình cần đổi nhé. Ví dụ em sẽ đổi cái mật khẩu của cái thằng này đi. Của cái Nguyễn BA0 này. Địa chỉ lắp đặt ở Đa Phúc, Yên Thủy, Hòa Bình này. Xong mọi người bấm tiếp tục. Sau đây nó sẽ bắt mọi người nhập cái mật khẩu và mật mã xác nhận. Thông thường thì cái mật khẩu này nó sẽ là có chữ hoa, chữ thường và số. Em sẽ là đánh là Yên Thủy. A còng 123. Xong mọi người mở cái mắt này ra này thì mình sẽ nhìn thấy là cái mật khẩu Yên Thủy A còng 123. Xong mọi người bấm hoàn thành. Sau khi bấm hoàn thành xong ấy thì mọi người sẽ thấy ở trên trên này nó có cái quản lý modem wifi này. Đấy, mọi người kích vào đây. Ở đây là nó sẽ có cho thông tin của nhà mình đây này. Là cái số serial này. Cái loại modem, cái tên wifi là HG8045A520. Đấy, nhà sản xuất đây này. Huawei. Đấy. Ở đây nó có cái mục khởi động lại modem thì cái này mọi người đừng kích vào nhé. Mọi người sẽ kích vào cái làm lại. Thông tin wifi ở đây. Đây này. Cái tên wifi của nhà mình là Thức Dực đây. Thì mọi người vừa kích vào cái phần đổi mật khẩu này. Xong mọi người bấm đồng ý. Ơi. Đợi lúc. Đây, mọi người thấy cái tên wifi là Thức Dực đây chưa? Đây là mật khẩu, mọi người muốn cái mật khẩu nào thì mọi người sẽ gõ vào đây. Ví dụ em đặt là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Mọi người chú ý về cái tên wifi này. Thông thường một số cái điện thoại hoặc là cái máy tính hoặc là cái tivi ấy thì nó sau khi mà mình đổi mật khẩu thì nó sẽ không thay. Thì cái tên wifi này toàn mất rồi.
Rồi, nó thoát mất rồi. Mật khẩu là Yên Thụy. A cộng 1, 2, 3. Đăng nhập. Quản lý modem. Thông tin Wi-Fi, đổi mật khẩu Wi-Fi, đồng ý. Đi nhá. Thông thường thì cái tên Wi-Fi này thì mọi người nên để mọi người nên cách một cách ra, hoặc là mình sẽ thu lại, hoặc là mọi người đổi luôn cái tên Wi-Fi mới đi. Tại sao lại mình phải đổi như này? Bởi vì một số cái điện thoại hoặc là một số cái tivi ấy, nó sẽ không nhả cái vai, không nhả lại cái mật khẩu cũ, cho nên mình sẽ nó sẽ báo lỗi. Anh em nào phải biết cài cơ, thì lúc đấy mình quên cái mật khẩu đấy đi. Hoặc là một số người trung niên ấy thì họ sẽ không biết quên cái mật khẩu, cho nên mình sẽ đánh mật khẩu mới hoặc là giấu cách ra nhá. Mình cách mấy cách vào như này, sau đấy mình đánh mật khẩu mới vào, thì sau đấy nó sẽ là cái tên Wi-Fi mới và là cái mật khẩu mới, thì mình chỉ việc đăng nhập lại thôi, mình gõ lại cái mật khẩu, sau đấy mình bấm đặt lại như này là sẽ thành công. Đấy, trên đây là toàn bộ cái quá trình mà mình đổi cái modem Wi-Fi, tên và mật khẩu. Ở đây mình có thể thanh toán rất nhiều cái, thì những cái video sau thì em sẽ hướng dẫn thêm. Khi mà mọi người sử dụng cái My Viettel này thì mọi người sẽ đổi cái tên Wi-Fi với lại cái mật khẩu Wi-Fi, nó cực kỳ đơn giản. Mình sẽ không phải quan tâm đến cái account trên modem nữa, cái password ở trên modem nữa. Mình chỉ việc thao tác ở trên điện thoại là xong. Xin chào tất cả mọi người.